em mới chở chị thì ngay nha, nó cũng dân miền Nam mình lên đó. Dạ. Cảnh ta mừng lắm. Dạ. Ta cũng tiếp đón dân Kiên Giang mình về cái việc thành. Dạ. Ở chung có cái cảm nghĩ nào mà khi mà vài ngày nữa đây thì em giao sẽ ẩm mà cháu ngoại về thì lúc đó chú có cảm nghĩ là trong mình đó giống như là nó ai cho mình bát vàng hay cái sự việc mà xôn xao lên cộng đồng mạng mấy lâu nay thì em giao đã đi đến Hải Dương và thì cái thành quả của sau khi đi đến Hải Dương như thế nào thì hôm nay thì anh Hải đến đây nhà ba của em giao chia sẻ cho cô chú của chị em được biết nha. Dạ con chào chú nha. Dạ chú ơi, thì được biết tin rằng là em Giao đã đi ra đến ngoài Hải Dương và đã giải quyết một số vấn đề về cái sự việc của lưng chồng của Giao. Và sau khi đó thì bên cơ quan công an đã triệu tập lưng rồi. Thì chú có nhận được cái thông tin rằng là em Giao đã nhận được con với chú? Cái nghe mà tôi ở nhà thành ra cái thông tin đó thì mình cũng chưa có hay. Nhưng mà nghe là anh chả thì nói coi như là cái kết quả là 80%. Nãy con không có cái mic. Nghe rồi. Nói vậy thì mình nghe thì vậy á. Dạ, kết quả nói là tốt hay chú? Thì lên chả thì cũng tốt. Dạ. Nhưng mà nói nghe ra thì anh chị em mới chả thì nói nghe ra là ta cũng dân miền Nam mình lên đó. Dạ. Cảnh ta mừng lắm. Dạ. Ta cũng tiếp đón dân Kiên Giang mình về cũng nhiệt tình. Dạ. Dạ. Chú có cái cảm nghĩ nào mà khi mà vài ngày nữa đây thì em Giao sẽ ẩm cháu ngoại về thì lúc đó chú có cảm nghĩ là trong mình đã giống như là nó ai cho mình một bát vàng hay như thế nào vậy chứ? Theo chú cảm nghĩ á thì cũng nhờ như là chính quyền trên Hải Dương. Dạ. Chắc là nó cho mẹ cái từ 3 tuổi đổ lại á thì mẹ có quyền nuôi con, thì chắc ở trển là chắc cũng chính quyền ở trển chắc là cho dành ưu tiên cho tiết giao có thằng đó. Dạ. Dạ thì chú cũng có nghe cái thông tin là cái vấn đề mà hôn nhân của giữa em Giao và Lưng đó thì như thế nào chú? Thì nghe nói là bây giờ ta cũng giải quyết cho hai đứa đó nó ly hôn luôn đó. Dứt khoát là cái một luôn vấn đề này đi hay chú? À coi như là khỏi tới lui. Dạ. Cái bọt. Tại cái đường đi thì quá xa. Quá xa thì nói chung là cũng nhờ cái chính quyền ở trển là ta giúp. Dạ. Cái này làm trển một cái đi thấy mệt mỏi quá. Quá xa. Trong khi đó là bên mình mà khi mà chuẩn bị đi đến Hải Dương đó thì bên phòng về phía của em Giao đó, là có làm những cái thủ tục như là gọi là giấy tờ về đến ly hôn chứ? Có mang giấy tờ đầy đủ thì về đây thì cũng nhờ hội phụ nữ huyện với tỉnh lại với xã rồi nhờ ở tỉnh giúp đỡ. Thì con có nghe một số vấn đề trong quá trình mà cái ngày đầu tiên mà Giao đến sân bay để bay về bên Hải Dương thì vấn đề mà nghe nói là Giao có chậm một chuyến bay là đó là vấn đề bị trục trặc bên cái gì vậy? Cái đó là trục trặc những cái tờ giấy mà không có tấm hình đó rồi bắt đầu nó mới điện về nhà rồi về nhà là chính quyền ở đây là cái bên phụ nữ làm tờ giấy rồi gắn cái hình nó vô rồi thì đưa lên chảnh thì nó đi luôn. Dạ, thì làm xong rồi gửi xe cấp bắt chảnh luôn. Gửi xe đi chảnh chứ nói chung ra là có những cái người mà nói là con tiết giao về đây á là nói đó là không đúng thì thật. Dạ đúng rồi. Không đúng.
nghĩa là làm sao mà nó về chứ bắt đầu quay lên lên kịp. Dạ. Phải không? Trong khi đâu có phải chuyến đi lên xuống mà đơn giản. Nếu mà đi lên trển á mà quay về làm tờ giấy quay lên là trong ngày không bao giờ dễ gì kịp. Thành ra là nó chở nó cho nó là nó mới điện về từ nhà chính quyền ở đây, nó bắt đầu màng giấy rồi bắt đầu mới dán cái hình vô rồi bắt đầu gửi xe lên trả thì cấp tốc thì trong ngày thì bữa trước thì anh em đi bữa sau nó đi đó. Rồi tôi nghe vậy những cái người mà đăng lên nói cái chuyện mà không đúng. Nói tiếp giao rồi đi rồi quay về chuyên gia làm giấy rồi quầy lên cái đó là nói cái đó là tin không đồn, đúng gì tin đồn nhảm. Tin đồn đó là không đúng. Bởi vì nói cái kiểu vậy hoặc thiên là cộng đồng mạng anh em người ta nói cái đó là nó dốc. Dạ, phải không? Dạ. Sao mà, có sao thì mình nói vậy. Mấy trăm cây số thì sao mà đi về làm tờ giấy rồi quay lên sao kịp. Dạ đúng rồi. Nói cái mình ở tại nhà nè. Đúng là để ví dụ 7 giờ đi. Rồi ta làm việc thì mình xuống dưới làm tại gì cũng phải là tiếng ngoài hay tiếng hồ. Dạ. Thì nói đó đón xe, đặt xe đi gõ chán cứ quay về. Quay về cứ quay lên nói cái đó là không đúng cho thật. Cho tôi nghe cái vụ đó là bức xúc đúng không chứ? Đúng rồi, bức xúc là không đúng. Dạ. Cái nào nếu mình nó làm YouTube thì cái nào là mình thấy cái nào đúng cái nào sai. Mà nói cái sự thật chứ mình giúp người ta thì mình nói phải cho đúng. Dạ. Phải không? Chứ đừng có mà làm YouTube được an toàn bên YouTube nói chuyện không đúng ta cần. Dạ. Cái gì mình phải nói bằng sự thật chứ mình nói như vậy ai mà không hiểu. Nói mà mấy người mà lên nói cái kiểu đó không ai nghe đâu. Ở cái mấy trăm cái số mà quầy về làm giấy cái quầy lên nói chuyện. Tôi nghe rồi, bực bội rồi. Thì có một số phần đưa đăng tải thông tin về cái sự việc mà Lương Trần Vũ Giao khi đến cơ quan chức năng thì Lương khai báo khai nhận là thừa nhận tội với cái mục đích hành vi phạm tội của Lương là dùng cái một cọng dây thắt lưng gọi là dây nịt và một cái cây lửa. Thì trong đó thì cũng có những cái phần cộng đồng mạng hay bình luận hỏi rằng nếu tại sao dây nịt và cái lửa mà làm tại sao mà cái gương mặt của em Giao nó biến dạng như thế, thì chú có cái cách nhìn nào về cái lời khai của Lương như vậy là có đúng sự thật không anh? Thì nó nói cũng như cái kiểu nó chạy tội. Dạ. Chứ hỏi chứ cái cây lửa của quán sao mà thấy mặt mày dòm sắc. Dạ. Nó cũng như con mèo vậy. Dạ đúng rồi. Phải dùng cái gì cho nó cứng nó lại nó bị gì á thì đó là sợi dây lịch thì có nhưng mà nó quánh nó cái đầu dây lịch tới đâu thì quần đen á. Dạ. Cái đó là mình chấp nhận cái đó là đúng ha. Rồi á là như lấy mà cái dây điện loại con á thì nó phải có một cái cục cái gì á thì nhập lại thì quấn cái đó nó cũng dạ, dạ. Nó cũng cục nó cũng vô thịt mà. Rồi đó là cái móc á thì nó thấy là cái móc coi quần áo á nhôm á bẻ ra rồi bắt đầu để cái bếp ga mini bắt đầu nướng rồi lại vô. Dạ. Thì như vậy là mới đúng với nó có cái sợi dây nịt chứ cây lược và hỏi với cây lược làm cái gì. Dạ. Cây lược không khi nào mà nó làm như là cây lược sắt hay gì. Cây lược làm sao mà tạo được cái vết thẹo cái gì nữa. Bởi vậy nhưng mà nó nói thì cái kiểu nó nói chạy tội thôi. Thẹo là thẹo mới chồng thẹo cũ, thẹo cũ chồng thẹo mới mà giáp luôn mà. Chứ bây giờ tôi nói nếu mà cơ quan chức năng người ta làm việc mà không lẽ người ta thấy một cái vít người ta không hiểu, người ta nhìn thấy là người ta hiểu mà nó nói thì nó nói nhưng mà nghe nói là nghe nói là nó rồi nở dao giờ nghe nói nó quánh học con nó hai ba lần thấy gì đó. Dạ. Nghe nói vậy đó. Dạ. Mà quánh mà cái này cộng với lại thì có dĩ cây lược mới là cây lược tôi cũng đó tôi nghe nó cũng rõ chập chờn. Thì con có nghe những cái
xem những cái đoạn video và những cái tin tức nói về em Giao khi mà vừa đáp chuyến bay tại sân bay Cát Bi. Thì trong khi đó là có hai chiếc xe du lịch đến đón em Giao. Thì có nhiều cái sự dư luận trái chiều, họ nói rằng là những người đó là ai, có phải là bên lưng để mà đến đó để là giống là hối tội ấy chứ. Nếu mà cảm nhận là đã biết lỗi rồi đến đó anh mua chuộc coi như là hối là cái lỗi thì nó làm gì đó. Còn một dư luận khác thì nói rằng là có một đại gia nào đó đã đứng ra sắp xếp mọi việc để lo cho em Giao đến ngày mình sinh nở luôn á chú. Thì chú có biết về sự việc này như thế nào không? Là chú vừa đến chính mình con tôi thì cũng có nghe nói cái người đó thấy cái hoàn cảnh tiếp Giao vậy đó, ta cũng chịu không nổi, ta cũng thương xót tiếp Giao những đời đàn bà mà có con mang thai trong bụng đó. Ta cũng nói là để giúp đỡ cho tiếp Giao này kia nọ đó, nhưng mà cái đó thì có sự thật đó. Có còn những đại là xuống máy bay đó thì cái phần đó thì mình cũng nắm chưa có chắc là sao, thành ra cái sự đó mình nói hoặc khi nó không đúng không sự thật. Tại vì có những cái đoạn video mà khi em Giao vừa đáp sân bay thì có một nhóm người đến đó thì nào là nắm tay lôi kéo gì đó chẳng hạn. Thì bên anh A Xin đây và cái chuyện là Hồng Bí Ngô, tức là chị Đại, người dân là chị Đại hay như cũng đến can thiệp thì nó có một cái làm cho một cái dư luận của cộng đồng nó gây về cái sự tò mò. Thì họ không biết là hai bên này đến đây để như thế nào, để dò coi như thế nào, không biết là giúp cho em Giao hay là đến đây để là gây sức ép cho em Giao. Cho nên thì hiện nay thì tất cả cộng đồng mạng cũng đang cố đối về cái sự việc đó. Vì cái sự việc đó vậy là hai chiếc xe hơi đó là của một bên cái vị doanh nhân đại gia đó đã hứa lo cho em Giao hả chú, phải không? Chắc vậy quá tham lộ là bởi vì á ai là cũng giúp Giao, nhưng mà có một cái á thì bây giờ anh em với lại trong khi đi lên thì đi chung với chiếc Giao và hoặc khi đi lên chảnh cái bắt đầu đó là cũng như người kia giúp, thì cái đó là đúng sự thật luôn. Nhưng mà có một cái á là không biết là có khi không biết mặt, và có khi không biết là có khi sợ là bên này kia bị mình không biết mặt mà ai cũng phải sợ cái phần đó cũng như cái kiểu mà mình không gửi nhưng mà thành ra là người ta di luận trái chiều thì người ta ý con thì nghĩ chắc em thấy Giao á công việc nhiều quá cho nên cũng quên nói với anh Xin nghe vậy đó, theo như con nghĩ cho nên hai bên mới hiểu lầm với nhau. Thì bây giờ thì tới chừng khi xảy ra thì cái chuyện đó bây giờ là tốt hơn. Dạ đúng rồi, ai cũng là người giúp nhau, giải thích với nhau thì chút thì hiểu nhau hết rồi. Tại vì không biết thì người ta coi cái đó là người ta bình luận người ta nói vậy, chứ mà bây giờ người ta hiểu hết trơn thì cái phần đó ai cũng là người giúp cho anh tiếng Giao. Dạ đúng rồi chú.